Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến Trong những tuần lễ vừa qua vụ làm ăn mafia của đại gia đất bất động sản ở đất Thái Bình Đường Nhuệ Cùng với vợ ở đất Thái Bình cũng đang gây chấn động ở trong nước Mượn tiếng làm doanh nhân nhưng hoạt động chính là lập băng đảng Để ép buộc độc quyền đầu cơ bất động sản trốn thuế ở đất Thái Bình trên 10 năm qua cưỡng bức nhiều gia đình có người thân mất phải nộp một số tiền lớn trong các vụ hỏa táng đánh đập gây thương tích cho một số người ngay tại trụ sở công an một phường ở Thái Bình nhưng giám đốc công an tỉnh Thái Bình đã không điều tra mãi tới ý, đầu tháng 4 năm 2020 vợ chồng Đường Dương mới bị bắt tạm giam nay báo chí lề đảng đã kết tội nhóm này là lưu manh trong khi đó, vợ của Đường Nhuệ đã từng được cựu Chủ tịch nước Trường Tấn Sàng và Nguyễn Xuân Phúc hân hoan chụp hình kỷ niệm vì các hoạt động rất đình đám về ca nhạc và làm từ thiện. Bác nhóm của Đường Nhuệ còn khoe cha đỡ đầu là anh trai của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Gặp vợ chồng này còn mô tả rằng nhờ tình cảm của ông Vinh, anh của Trần Đại Quang mà họ luôn vững tin trên bước đường đời. Ngay cả một số tờ báo của Lề Đảng đã nêu ra câu hỏi có nhân vật nào bảo kê chống lưng cho cặp đại gia này. Mãi tới sau khi băng nhóm giang hồ khét tiếng còn tàn bạo hơn cả năm cam bị bắt tạm giam, Phó Bí thư tỉnh ủy kiêm chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng mới lên tiếng nhưng đã đổ lỗi cho công an Thái Bình phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn của báo chí Tân Giám đốc Công an Thái Bình là Thượng tá Nguyễn Thành Trường tuy vẫn nói là không có vùng cấm nhưng liền đó đã lên tiếng đe dọa và tìm cách bịt miệng các nhà báo. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành điều tra vụ án là người đứng đầu lực lượng công an tỉnh Thái Bình, tôi cũng đề nghị mạng xã hội cũng như một số cơ quan báo chí không nên tự nhận định suy diễn, dẫn dắt dư luận khiến cho tình hình trở nên phức tạp hơn. Có những việc các bạn mới chỉ biết thông tin chưa đầy đủ, còn việc điều tra xác định tội phạm phải dựa trên các chứng cứ cụ thể, khách quan, đúng quy định pháp luật và các quy định tố tụng. Hiện nay dư luận rất đang quan tâm về vai trò và trách nhiệm của Trần Cẩm Tú khi làm bí thư tỉnh ủy Thái Bình từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 1 năm 2015 như thế nào. Vì chính trong thời gian này, băng đảng Đường Nhuệ đã cướp ép giật tiền của nhiều nạn nhân trong hoạt động đầu cơ mua bán bất động sản và đánh người gây thương tích ngay tại trụ sở công an phường ở Thái Bình. Hiện nay Trần Cẩm Tú đang là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bí thư Trung ương Đảng, trở thành người đắc lực của Nguyễn Phú Trọng trong việc đốt lò chống tham nhũng. Nhưng cho tới nay, từ Nguyễn Phú Trọng tới các nhân vật khác trong bộ chính trị vẫn không dám động tới Trần Cập Tú. Ai đã đề bạt và giao phó cho ông Tú những chức vụ quan trọng, từ đó giải thích khả năng đánh giá và cất nhắc cán bộ cao cấp cũng như sự nghiêm túc của Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị là như thế nào. Từ giải phóng đến đổi mới, nay đẻ ra chế độ các nhóm lợi ích Việt Nam đứng đội sổ thứ 176 trên 180 nước về tự do báo chí, nhưng ông tổng tịch vẫn cao ngạo dân chủ đến thế là cùng, rồi thì đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Tình hình Việt Nam sau 45 năm giải phóng và gần 34 năm sau đổi mới đang biến hình đổi dạng như thế nào, tốt lên hay xấu đi? Có phải như ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng đã hồ hởi, cao ngạo bảo là dân chủ đến thế là cùng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Trước thềm Đại hội 13, tình hình thực sự của chế độ Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã được một số cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam xác nhận chính thức như sau: Đã xuất hiện ngày càng nhiều nhóm lợi ích tiêu cực đã và đang ảnh hưởng tác động đến mọi mặt đời sống xã hội nhất là những ngành lĩnh vực quan trọng liên quan trực tiếp đến cuộc sống của các tầng lớp nhân dân như quản lý đất đai tài chính ngân hàng đầu tư xây dựng cơ bản khai thác tài nguyên thậm chí nhóm lợi ích tiêu cực còn xuất hiện ở một số ngành lĩnh vực vốn vẫn được coi là tôn nghiêm liên quan đến an ninh quốc gia như công tác tổ chức cán bộ phòng chống tội phạm một loạt vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp bị khởi tố điều tra truy tố xét xử trong thời gian gần đây liên quan đến nhiều tổ chức đảng đảng viên trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cao cấp cho thấy nhóm lợi ích đã leo cao luồn sâu vào trong bộ máy đảng nhà nước đe dọa đến sự tồn vong của đảng và của chế độ cộng sản việt nam Nhận định trên đây thừa nhận rằng chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện trên 70 năm để xây dựng xã hội đỏ, nhưng nay đã biến dạng mọc lên các nhóm lợi ích, rất tồi tệ hoạt động theo kiểu xã hội đen. Bài viết này còn liệt kê cách làm ăn của các nhóm lợi ích theo kiểu cực kỳ gian dối, độc ác và tàn bạo giống như mafia, lũng đoạn trong mọi cấp, trong đảng và nhà nước từ trung ương cho tới địa phương trong tất cả mọi lĩnh vực như thế nào. Cần khẳng định nhóm lợi ích tiêu cực ở Việt Nam rất đa dạng, phức tạp, liên quan đến những người có chức có quyền, nhất là liên quan đến cán bộ trong bộ máy công quyền. Đó có thể là những cán bộ ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, thậm chí còn nằm trong cả các cơ quan bảo vệ thực thi pháp luật, các doanh nghiệp nhóm lợi ích. Phần lớn nằm trong cơ cấu quyền lực được tổ chức chặt chẽ nên dễ tác động đến việc hoạch định và thực thi chính sách cũng như tạo nên những đặc quyền đặc lợi. Thứ hai, nhóm lợi ích là sự cấu kết móc ngoặc giữa cán bộ đảng viên có chức có quyền nhưng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với nhau, giữa cán bộ đảng viên với doanh nghiệp. Thứ ba, nhóm lợi ích hoạt động rất tinh vi được tổ chức chặt chẽ nên rất khó phát hiện. Nhận biết nếu có phát hiện nhận biết cũng thì cũng rất khó để điểm mặt chỉ tên vì không có bằng chứng hoặc nếu có bằng chứng thì cũng bị nhóm lợi ích nhóm vô hiệu hóa bằng quyền lực, sử dụng mọi thủ đoạn để bịt đầu mối. Đặc biệt những người có chức vụ quyền hạn càng cao nằm trong nhóm lợi ích thì càng khó phát hiện vì được che chắn rất tinh vi, được tổ chức chặt chẽ bởi quyền lực và gây ra tác động hệ lụy cho xã hội lại càng lớn. Thứ tư, nhóm lợi ích luôn gắn chặt với hành vi tham nhũng. Tham nhũng liên quan đến lợi ích là dạng tham nhũng lớn, có tổ chức cao, nghiêm trọng nhất, tinh vi nhất, rất khó phát hiện so với tham nhũng vật. Thứ năm, hình thức liên kết của nhóm lợi ích rất đa dạng phong phú, có thể lâu dài, có thể tạm thời tùy theo từng cơ hội, bối cảnh, tình hình thành viên của nhóm không xuất đầu lộ diện, không công khai thừa nhận tư cách thành viên của mình. Sự liên kết giữa các thành viên chỉ bằng và thông qua thỏa thuận ngầm. Những nhận định công khai trên đây không phải là những phần tử phá hoại hay phản động như cách chụp mũ và mạ lỵ của nhóm đầu toàn trị đối với những ai tố cáo họ mà được phổ biến ngay trên tạp chí Cộng sản điện tử. Cơ quan lý luận và chính trị ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dưới tựa đề kiểm soát ngăn chặn nhóm lợi ích ở Việt Nam hiện nay của tiến sĩ Nguyễn Văn Trung ngày 12 tháng 4 năm 2020 đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm giải phóng. Nguyên nhân trước đo đánh do đánh giá cán bộ bị bẻ cong. Nguyên nhân từ đâu dẫn đến chế độ xã hội chủ nghĩa biến dạng không phải là xã hội đỏ mà đang là xã hội đen tức là xã hội mafia. Và nguyên nhân từ đâu những người lãnh đạo chế độ xã hội chủ nghĩa không phải là tinh hoa của đảng, như họ vẫn tự bốc cao mà trong thực tế đã biến thành những thành phần cầm đầu của các phe nhóm mafia, tranh đoàn, quyền lực, giành giật tiền bạc và tham nhũng bất trị giữa các đồng chí mà coi nhau như kẻ thù, còn đối với nhân dân thì đàn áp một cách trắng trợn dã man. Câu hỏi trọng tâm này đã được giải thích khá cặn kẽ trong một loạt ba bài trên ngay trên tờ Quân đội Nhân dân, cơ quan truyền thông của Tổng cục Chính trị và Quân ủy Trung ương cũng vào dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng. Nguyễn Phú Trọng đã từng giao giảng nhiều lần rằng công tác cán bộ là then chốt của then chốt, tức là thành công hay thất bại nằm ở chỗ có biết và dám sử dụng phương pháp khoa học và thích hợp để chọn lựa những người vừa có tài vừa có đức để lãnh đạo chế độ hay không. Chọn cán bộ đứng đầu các cơ quan từ địa phương tới trung ương, đặc biệt là chọn tứ trụ hay tam trụ như hiện nay, về nguyên tắc đều phải kinh qua những bước cơ bản. Công tác cán bộ bao gồm nhiều khâu có liên hệ mật thiết, tác động lẫn nhau như đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, sử dụng, quản lý, khen thưởng, kỷ luật, đãi ngộ, vân vân trong đó đánh giá cán bộ vừa là cơ sở tiền đề quan trọng hàng đầu vừa là mắt xích chính yếu để thực hiện các khâu khác đầu có xuôi đuôi mới lọt có đánh giá chính xác cán bộ mới có thể quy hoạch đúng và bố trí sử dụng vị trí phù hợp với năng lực sở trường của cán bộ trong khi nguyễn vũ trọng vẫn công khai quả quyết là rất nghiêm túc thực hiện các bước trong việc tuyển chọn cán bộ cấp chiến lược nhưng tại đại hội đảng 12 tháng 1 năm 2016 vẫn phải xác nhận đánh giá cán bộ là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ. Tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác giám sát kiểm tra thi hành kỷ luật của đảng năm 2019 và triển khai nhiệm kỳ năm 2020, tổ chức ngày 10 tháng 1 năm 2020 tại Hà Nội, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và là người được Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị cho kế nghiệp đã thừa nhận Điều quan trọng là chúng ta từng bước làm rõ được tại sao số lượng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm kéo dài qua nhiều năm không được phát hiện. Phải chăng hàng năm, từng nhiệm kỳ chúng ta đánh giá chưa chính xác chất lượng cán bộ đảng viên và tổ chức đảng? Hai năm trước, khi tổng kết 20 năm thực hiện chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và Bí thư Trung ương Đảng Phạm Minh Chính, phụ trách công tác tuyển chọn và đào tạo cán bộ cao cấp đã nhìn nhận, đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhưng chậm được khắc phục, chưa có cơ chế hiệu quả để đánh giá đúng cán bộ sàng lọc chính xác. Nói tóm lại, những nhận định trên của các nhân vật cao cấp và trách nhiệm lớn nhất tới công tác cán bộ cấp cao đã phải thẳng thắn nhìn nhận là suốt quá trình dài trên nửa thế kỷ qua việc đánh giá tuyển chọn bố trí kỷ luật các cán bộ cấp chiến lược đã hoàn thành thất bại. Sự thất bại này lại nằm ở giai đoạn đầu tiên là công tác đánh giá cán bộ. Sự thực này có thể đối chiếu ngay trong giai đoạn Nguyễn Phú Trọng có quyền lực mạnh nhất mặc dù chính ông đã từng bao nhiêu lần giao giảng đạo đức dạy dỗ cán bộ kể cả đốt lò chống tham nhũng suốt 5 năm làm chủ tịch quốc hội và gần hai nhiệm kỳ 10 năm là tổng bí thư rồi vài năm nay lại kiêm cả chủ tịch nước cho nên đúng lý ra nếu ông trọng thực tình và có phương pháp hữu hiệu thì tệ trạng của các nhóm lợi ích phải được trị tận gốc để xã hội làm lành nhưng trong thực tế thì lại hoàn toàn trái ngược các nhóm lợi ích đã và đang sinh sôi nảy nở trong mọi cơ quan của đảng và nhà nước ở mọi cấp từ trung ương cho đến địa phương như các nhân vật trên đây đã xác nhận. Trong bài thứ hai trên tờ Quân đội nhân dân ngày 17 tháng 4 chỉ vài ngày trước khi mở hội nghị cán bộ toàn quốc chuẩn bị đề án nhân sự cấp cao cho đại hội 13, tác giả Thiện Văn đã liệt kê cách làm việc bè cánh, vô trách nhiệm của những người lãnh đạo cao nhất ngay trong công tác đầu tiên là đánh giá cán bộ Bài viết đã nói thẳng về các mánh khóe thủ đoạn bẻ cong của những người có quyền lực khi đánh giá cán bộ để cất nhắc những người cùng vây cánh. Vì thế các nhóm lợi ích ngày càng bùng nổ. Thực tiễn những năm qua cho thấy trong các khâu của công tác cán bộ đánh giá cán bộ là khâu dễ bị bẻ cong nhất và được hiểu biểu hiện rất tinh vi bị lèo lái bởi những người nắm giữ quyền lực chính trị ở các tổ chức cơ quan đơn vị địa phương và bởi nhóm lợi ích can thiệp chi phối. Rất đáng chú ý là tuy nêu đích danh Nguyễn Phúc trọng từng rất đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, coi đó là xương sống trong tổ chức sinh hoạt của Đảng Cộng sản. Cái hay của chúng ta là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nhưng người đứng đầu mà độc đoán chuyên quyền thì hỏi liệu có dân chủ được hay không thì cùng lúc bài viết lại chỉ trích gay gắt vì trong thực tế nguyên tắc này chẳng được ai thi hành cả. Ngay cả Nguyễn Phú Trọng đã ép buộc các đồng chí phải xếp cho mình vào trường hợp đặc biệt để chiếm ghế Tổng Bí Thư một nhiệm kỳ nữa tại đội hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian qua ở một số cấp ủy đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ hoặc bị thực hiện hình thức đưa ra cho có, nhắc lại cho đủ hoặc chỉ là tấm bình phong che đậy những biểu hiện động cơ thiếu lành mạnh của người đứng đầu cấp ủy. Bài viết còn kể lại kinh nghiệm của nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ủy ban kiểm tra Trung ương Hà Hữu Đức về vai trò thượng phong của bí thư cấp ủy như tổng bí thư trong ban chấp hành, bí thư tỉnh ủy ở các cấp tỉnh, bí thư quận ủy ở các cấp quyện quận. Trong đó hoạt động đặc biệt trong việc cất nhắc cán bộ. Bí thư cấp ủy đồng thời là người chủ trì thường vụ cấp ủy luôn ở vị thế thượng phong trong việc chau chuốt đánh bóng hình ảnh nhân sự có lợi nhất cho mình. Bí thư cấp ủy có thể thiên biến vạn hóa trong hoạt động thuyết phục hướng lái các thành viên trong cấp ủy biểu quyết bỏ phiếu cho trường hợp nhân sự do mình chủ động giới thiệu. Đưa ra thậm chí có trường hợp bí thư cấp ủy lợi dụng vị trí công tác, quyền hạn để áp đặt, lôi kéo nhằm tạo ra áp lực mềm khiến nhiều thành viên trong cấp ủy phải miễn cưỡng tuân theo. Ngoài ra còn có tình trạng đánh giá cán bộ cả nể dễ dàng, dễ ta. Thực chất đó là hành vi móc ngoặc dàn xếp chia trách quyền lực trong ban thường vụ cấp ủy. Chính sự thỏa thuận ngầm này thực chất là bẻ cong thước đo đánh giá cán bộ. Trong bài của tác giả Thiên Văn còn nhắc lại lời cảnh cáo nghiêm khắc của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về những hậu quả cực kỳ nguy hiểm cho chế độ. Nếu những người có quyền lực cứ tiếp tục bẻ cong để lôi kéo vây cánh, lập ra các nhóm lợi ích, hệ lụy từ những vụ việc đánh giá cán bộ không đúng sẽ còn kéo dài nếu như chúng ta không chấn chỉnh khâu này một cách khẩn trương nghiêm túc một khi khâu chính yếu đầu tiên quan trọng có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện các khâu khác trong công tác cán bộ mà bị coi nhẹ buông lỏng biến tướng sẽ dẫn đến những cán bộ được xếp nhầm chỗ vị trí có cả đối tượng thoái hóa cơ hội sẵn sàng tìm mọi cách để chui sâu leo cao vào bộ máy công quyền của đảng cộng sản những chứng cớ rất rõ ràng chứng minh sự bùng nổ của các nhóm lợi ích đang phá hoại đảng đục khoét đất nước phá hủy kỷ cương xã hội. Tình hình thực tế các năm qua đang diễn ra trong đảng và xã hội đúng như những lời cảnh báo của một số bài báo. Nguyễn Phú Trọng và các đồng liêu trong tứ trụ Bộ Chính trị đã đánh giá quy hoạch bố trí cán bộ cao cấp như thế nào để những người gần Nguyễn Phú Trọng nhất là hai bộ trưởng thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn lại cấu kết với đại gia Phạm Nhật Vũ trong việc dùng tiền của nhà nước mua bán mobile phone AVG để tút, đút túi riêng hàng triệu đô la. Vụ mua bán nhà đất của Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm với sự tiếp tay của nhiều tướng công an. Vụ tranh chấp đất đai ở Thủ Thiêm đã kéo dài trên 10 năm. Một số lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh như Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải và Phó Bí thư Thành ủy Lê Hoàng Quân đã lạm dụng quyền lực toa dập với nhau kiếm chiếm khu đất 160 hecta được dành để xây dựng nơi tái định cư cho người dân nhưng họ đã biến thành khu kinh doanh làm giàu riêng trong khi đó hàng chục ngàn người dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất vài năm trước cũng đã diễn ra các vụ tham nhũng cực lớn như tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam Vinasin PMU 18 trong đó có những vụ dính líu đến các thân nhân như tổng bí thư nâu nước mạnh vây cánh và của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đình Là Thằng và rất nhiều các nhân vật khác trong Bộ Chính trị. Trong những tuần lễ vừa qua, vụ làm ăn mafia của đại gia bất động sản Đường Nhuệ cùng với vợ ở tỉnh Thái Bình cũng đang gây chấn động trong nước, mượn tiếng làm doanh nhân nhưng hoạt động chính là lập bằng đảng để ép buộc độc quyền và đầu cơ bất động sản trốn thuế ở đất Thái Bình. 10 năm qua, cưỡng bức nhiều gia đình có người thân mất phải nộp một số tiền lớn trong các vụ hỏa táng, đánh đập gây thương tích cho một số người ngay tại trụ sở công an một phường ở Thái Bình, nhưng giám đốc công an Thái Bình đã không điều tra. Mãi tới đầu tháng 4 năm 2020, vợ chồng Đường Dương mới bị bắt tạm giam, và nay thì báo chí lề đảng đã kết tội nhóm này là Lưu Manh. Thực ra ở trong vụ án này thì Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm có lẽ là giám đốc công an tỉnh và một số cán bộ khác liên quan đến các những sai phạm của đường Dương. Mới đây báo chí lề đảng lại lên tiếng về cuộc sống đế vương của nhiều cán bộ cao cấp, trong khi Nguyễn Phú Trọng vẫn giao giảng cán bộ cao cấp phải sống thanh liêm, chống lãng phí, Nhà nước quy định là xe công cho cán bộ chỉ giới hạn ở mức 1,1 tỷ đồng, nhưng sao ra đường thấy nhiều xe biển xanh giá trị trường lên đến 8 hoặc 10 tỷ đồng như thế. Tại cuộc họp của tiểu ban văn kiện đại hội 13, ông Trọng khuyên các cán bộ cao cấp trong ban phải viết phải viết thế nào để văn kiện là văn bia, còn để lại đời sau nói theo. Thế nhưng không hiểu vì sao giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn được ông Trọng chọn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và tham gia trong tiểu bàn văn kiện sau vụ cùng đi với phái đoàn của Bộ trưởng Kế hoạch đầu tư Nguyễn Trí Dũng đi Ấn Độ và quá cảnh sang Anh để tham quan để viết văn kiện Đại hội 13 trở về, không may bị dịch virus Vũ Hán. Và báo chí đã đưa thông tin ông này có một cuộc sống cá nhân rất phong lưu và xa xỉ, đi máy bay vé hạng sang, trả phí tổn sân gôn 3 tỷ đồng một năm. Có lẽ những tin này do hàng loạt báo đảng đăng lên không chỉ gây mất uy tín cho các cán quan, cán quan bộ và quan chức lớn mà ngay cả Nguyễn Phú Trọng cũng thấy nhột. Ông muốn văn kiện đại hội 13 phải trở thành văn bia nhưng thật chớ trêu dư luận đang có bia miệng giễu cợt nên mới đây những người có quyền lực đã vội vàng đưa ra nghị định 47 không được đưa đời tư của các cá nhân và nhân vật của lãnh đạo lên báo. Nhưng trong nhưng ông trọng nên biết rằng những nhân vật này đang giữ những chức vụ quan trọng nên họ là những người của công luận, dư luận có quyền biết cuộc sống của họ và phù hợp với những quy định của pháp luật và đạo đức xã hội hay không. Những ngày qua tội ác của nhóm lợi ích cấu kết giữa các cơ quan nhà nước với tư nhân cũng bùng ra khi đại dịch virus Vũ Hán bùng nổ. Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác được phép dùng ngân sách mua các máy móc thiết bị để chữa trị bệnh dịch này như máy trợ thở, máy thử. Nhưng hiện nay, không chỉ Hà Nội mà hàng loạt các trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC ở các tỉnh, thành đã mua các thiết bị xét nghiệm với giá khủng đội giá gấp 2 hoặc 3 lần hoặc cao hơn nữa so với giá thông thường. Kết quả điều tra ban đầu xác định hệ thống máy xét nghiệm Real-Time PCR khi nhập khẩu về Việt Nam chỉ 2,3 tỷ đồng nhưng CDC Hà Nội đã mua vào với giá 7 tỷ đồng tranh lệch gần 5 tỷ. Giám đốc CDC Hà Nội đã móc ngoặc hợp cấu kết với giám đốc Công ty vật tư khoa học và thương mại Việt Nam MST và giám đốc Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành nâng khống giá trị gói thầu mua sắm và thiết bị này đẩy giá lên cao để trục lợi khoản tranh lệch trục lợi từ dịch bệnh tham lam, vô cảm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách thành phố. Hiện Giám đốc CDC Hà Nội và nhiều người liên quan đã bị bắt tạm giam. Theo các báo lề đảng, trong các vụ này đều có sự thông đồng của cán bộ các cơ quan nhà nước, đảng cấu kết với các công ty bên ngoài là sân sau của họ, bòn rút tài sản công do tiền thuế của nhân dân đóng góp. Trong khi ông Tổng chủ dùng mọi thủ đoạn để bắt các đồng chí trong Bộ Chính trị xếp ông vào trường hợp đặc biệt để tái cử chức Tổng Bí Thư. Nhưng ông vẫn giao giảng là cán bộ phải biết giữ liêm sỉ. Giữa khi ấy, ông Thủ tướng cũng quyết không thua người số 1. Cho nên khi thấy khẩu hiệu chính phủ do dân vì dân sau mấy chục năm chẳng ai tin nữa, nên từ khi nắm chức Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc, cờ đưa ra khẩu hiệu mới chính phủ phục vụ. Nhưng cho tới nay, ông Phúc lại phục vụ ai? người dân hay chỉ cho các đại gia, nhất là chỉ phục vụ cho chính ông trong việc bảo vệ quyền lực. Trong khi mấy chục triệu nông dân luôn luôn ở trong cảnh được mùa thì mất giá, nhưng ông Phúc vẫn để mặc mấy công ty lương thực của nhà nước chèn áp mua giá nông sản, giá cực rẻ, hay chẳng chú tâm gì đến việc giúp cho nông dân xuất khẩu gạo hay khi giá thuận lợi trong những tuần vừa qua. Điều rõ nhất ở ông Thủ tướng Phúc là rất chăm lo cho cái công ty nước ngoài làm ăn tại Việt Nam FDI, trong đó chiếu cố đặc biệt tới đại công ty Samsung của Nam Hàn. Ông đã dành những ưu đãi đặc biệt cho Samsung về thuế xuất rất thấp và sử dụng đất đai để xây nhà máy. Mà dù Samsung không thực hiện nghiêm chỉnh những cam kết để các doanh nghiệp Việt Nam cùng tham gia, Mới đây, ông KLMV Nguyễn Xuân Phúc còn phá luật để cho 700 chuyên viên của Samsung từ Hàn Quốc sang Việt Nam không phải cách ly vì virus Vũ Hán. Mặc dầu quy định này áp dụng với mọi người khác, sở dĩ Nguyễn Xuân Phúc phục vụ đặc biệt cho Samsung vì công ty này đang đứng đầu các công ty FDI ở Việt Nam với số vốn đầu tư lên đến gần 20 tỷ đô la và kim ngạch xuất khẩu của Samsung chiếm đến 1 phần tư tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Ông Phúc muốn được tiếng là thủ tướng đang làm tăng trưởng kinh tế Việt Nam cao nhất, gần 200.000 công nhân Việt Nam, phần lớn là phụ nữ đang chỉ làm gia công với lượng rất thấp cho Samsung. Một giám đốc Samsung đã nói tỏ vẻ khinh bỉ là hiện nay Việt Nam chưa làm được cái đinh ốc. Nhưng vụ khủng bố và đàn áp nông dân và đảng viên ở Đồng Tâm từ tháng từ 9 tháng 1 năm 2020 càng chứng tỏ bản chất thực sự về cái gọi là trọng liêm sỉ của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng và lòng phục vụ của ông Thủ như thế nào. Bộ Công an đã điều động khoảng 3.000 cảnh sát cơ động cùng với một số đơn vị quân đội đóng ở sân bay Miếu Môn tổ chức hành quân vào ban đêm, giết hại cực kỳ dã man và thê thảm cụ cựu đảng viên cụ đảng viên Lê Đình Kình 84 tuổi với gần 60 năm tuổi đảng, bắt giữ và tra tấn nhiều nông dân, trong đó có cả các con cháu của cụ Lê Đình Kinh. Không những thế, Bộ Công an còn nói là ba công an đã bị thiệt mạng. Đây là vụ tranh chấp dân sự về đất đai giữa người dân đồng tâm với các đơn vị quân đội đóng quân ở sân bay Miếu Môn bên cạnh liên quan đến 59 hecta suốt mấy thập kỷ. Nguyên nhân chính là trong thời gian chiến tranh quân đội đã mượn tạm đất nông dân và hứa trả lại sau này nhưng từ khi chế độ toàn trị nắm quyền đã ban bố luật đất đai coi dụng đất và tài sản của nhà nước của người dân là của nhà nước vì thế từ mượn tạm đã chiếm giữ luôn không những thế mà còn âm thầm nhập nhèm bàn giao cho tập đoàn công nghiệp viễn thông việt teo của quân đội đây là một tập đoàn kinh tế của nhà nước rất nhiều tiền được một số tướng lĩnh có thế lực dựa dẫm vào quân đội để tổ chức kinh doanh những năm gần đây do những quyền lợi phe nhóm nên tập đoàn Viettel đã đặt quan hệ tốt với Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung xuất thân từ một tướng công an để đẩy thành phố có các quyết định lợi, có lợi cho Viettel trong các dự án địa ốc trên các khu đất vàng ngay ngoại ô thủ đô có thể hốt hàng tỷ đô la. Chỉ một hai ngày sau biến cố đồng tâm, cả bà Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc và Tô Lâm đã ký truy tặng huân chương chiến công hạng nhất, cấp bằng tổ quốc ghi công thăng hàm và tổ chức lễ tang lớn cho ba công an đã thiệt mạng. Đứng về mặt pháp lý thì khi đặt bút ký vào ba quyết định trên, cả ba người đã xác nhận rằng chính họ là thủ phạm gây ra thảm trạng đồng tâm và đã dẫm lên các quy trình luật pháp trong các công việc này và trong khi đó thì Nguyễn Thị Kim Ngân lại giữ thái độ ngậm miệng ăn tiền. Biến cố đồng tâm đang trở thành biểu tượng giữa tội ác và lương tâm. Nó đang gây bức xúc, chất vấn mọi người từ trong đảng đến ngoài xã hội. Do vậy nó cần phải giải quyết sớm trên nền tảng của trí tuệ. Cần sự công tâm công khai và minh bạch để soi sáng, không được phép bỏ qua hay ém nhẹm. Tuy nhiên, thật là lạ lùng biến cố đồng tâm và dự luật đất đai sửa đổi. Hai vấn đề cực kỳ quan trọng và liên quan chặt chẽ với nhau đã bị loại khỏi chương trình thảo luận tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội vào cuối tháng 5 năm 2020. Trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần thứ 44 vào cuối tháng 4, Ba Chủ tịch Ngân đã ngạo mạn và thách lối gạt đi, còn phán rằng đây là kỳ họp không phải để phê phán trách móc soi chuyện này chuyện kia chậm mà là kỳ họp để dâng mưu hiến kế trước mắt và lâu dài để phục vụ phục hồi kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân chẳng những thế bà ngân còn tự sướng nói là mấy tháng đầu năm chính phủ lo chống dịch đã mệt lắm rồi giải pháp nhân sự cấp cao cho đại hội đảng 13 đang được chấp vá báo hiệu sự tung hoành ngày càng ngang ngừa của các nhóm lợi ích suốt 15 năm giữ nắm giữ những chức vụ quan trọng nhưng do thói quen độc đoán gia trưởng nên Nguyễn Phú Trọng đang đưa chế độ toàn trị vào những bế tắc trầm trọng trong công tác nhân sự ở cấp cao nhất. Có thể nói tình thế hiện nay không phải là chỉ bị ở chế ở thể chế lưỡng lạn nan mà phải là đa nan. Ngay với chính bản thân sau cuộc trường trình phải tập trung tâm trí và sức lực cả gần chục năm để loại Nguyễn Tấn Dũng rồi lại ôm đùm nắm luôn cả ghế của chủ tịch nước nên Nguyễn Phú Trọng đã kiệt sức dù chủ quan tự tin là nhận định thắng thiên nhân định thắng thiên nhưng từ hơn một năm nay vì bạo bệnh nên đang phải trải qua tâm trạng lực bất tòng tâm cao vọng vẫn muốn hết ra lửa nhưng thể lực thì đã suy nhược và cản trở tham vọng của ông tìm người thay thế sớm không dễ dàng một chút nào và cách ông trọng công khai nắm tay trần quốc vượng để ngỏ ý cho bá quan triều đình đỏ hiểu được thâm ý của ông nhưng cho đến nay vẫn chưa đi đến đâu vì trong lãnh vực tư duy ông vượng chỉ như một phiên bản bản sao của nguyễn phú trọng không có gì mới quá lạc lõng với thời đại mới đây ông vượng vẫn chỉ lập lại tư duy lạc hậu về kinh tế tập thể hợp tác xã với việc duy trì các hợp tác xã trong nông nghiệp, một chủ trương đã hoàn toàn thất bại và gây ra nạn đói khủng khiếp giữa những năm thập niên 1980 của thế kỷ trước. Ít ngày trước Trần Quốc Vượng cũng lại ra lệnh phải đưa ngân quỹ quốc gia để mua báo nhân dân, tạp chí cộng sản. Biết được thế rất yếu của mình trong cuộc tranh chấp tổng bí thư nên Vượng đã tuột miệng lên tiếng đe dọa Thành trì xã hội chủ nghĩa cả hệ thống Đông Âu như vậy ai cũng tưởng rằng không bao giờ đổ mà cơ đồ đổ xuống biển sâu. Có nhiều nguyên nhân nhưng cơ bản là nguyên nhân công tác cán bộ. Là người đứng đầu nên ta phải hết sức chú ý, phải làm sao để đảng ta không bao giờ vướng vào chuyện như vậy. Hết sức chú ý công tác nhân sự đây là vấn đề quan trọng vì cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do mình thôi, chẳng có kẻ thù đâu chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay đại bác đến để xâm lược lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta. Trong khi ấy thì phe công an đang giành thượng phong và trong những năm vừa qua thì bộ trưởng Trần Đại Quang, Tô Lâm và các tư lĩnh công an đang lợi dụng cơ hội này để gây thành thế riêng và trục lợi. Nhân danh công tác điều tra tội phạm nhất là trong các lĩnh vực kinh tế thương mại qua đó các cán bộ công an cao cấp ở trung ương cũng như địa phương đã nắm được điểm huyệt của nhiều đại quan đỏ vì thế ngành công an và các tướng tá công an đang hoạt động như các sứ quân mới đây nhất là cuộc hành quân giết hại đảng viên nông dân ở đồng tâm trong đó đã lôi kéo được cả Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc phải đứng đằng sau hậu thuẫn. Còn quân đội trong thời gian thời bình đang bị thất thế vì mất quyền lợi và bổng lộc, nay chỉ còn biết giữ chặt tới những khu đất đã mượn tạm của dân trước đây làm đất quốc phòng, nhưng đang chiếm luôn biến thành của riêng, chia chác cho các tướng tá để gây trục lợi riêng. Tình trạng chung hiện nay là những người có quyền lực đều tìm cách củng cố quyền lực riêng và cách xây dựng các nhóm lợi ích làm sân sau cho mình. Họ rình dập nhau khi thì thỏa hiệp giai đoạn, khi thì cần thanh toán nhau. Uy tín của họ không cao, thế lực riêng của mỗi nhân vật không đủ mạnh để áp đảo các phe nhóm đối thủ. Vì thế, Nguyễn Phú Trọng đang phải tạm gác thói ra lệnh như các năm trước đây, thay vào đó là tìm cách vỗ về mơn trớn, cố dàn xếp để vài phe ngồi lại với nhau Việc lập đề án nhân sự các cấp, cấp cao nhất trong đại hội 13 sắp tới. Thâm ý này Nguyễn Phú Trọng đã nói rất rõ trong diễn văn tại đại hội hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 23 tháng 4 năm 2020 vừa qua, cũng cần phải nói thêm rằng trong quá trình lựa chọn bố trí sắp xếp nhân sự cụ thể cần thống nhất quan điểm là không quá cầu toàn, không quá tuyệt đối hóa. Các cụ ta đã có câu nhân vô thập toàn con người ta ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, ngọc còn có vết nữa nói gì đến con người ta. Điều quan trọng là phải biết phân biệt đánh giá chính xác bản chất, mức độ và điểm mạnh điểm yếu, có thể không chọn nhầm người mà phải có cách bố trí sắp xếp nhân sự sao cho phù hợp để phát huy được mạnh mạnh, mặt mặt mạnh, hạn chế mặt yếu của mỗi thành viên bổ sung cho nhau tạo ra một ekip mạnh, một tập thể lãnh đạo tương đối hoàn chỉnh không gây tổn thương cho lợi ích của đảng, của quốc gia, của tập thể. Nguyên tắc của chúng ta là tập thể lãnh đạo, lãnh đạo tập thể, lãnh tụ tập thể. Đó có thể lập được một dàn lãnh tụ tập thể bề ngoài nên Nguyễn Phú Trọng đã khuyên các đồng liêu có thể kế nghiệp ông nên từ bỏ thái độ kèn cựa nhau. Ông Trọng đã từng nói vài tháng trước, tình trạng cua cậy càng cá cậy vây tự cao tự đại coi thường người khác không phối hợp tác được tốt công tác với nhau và mục đích của chúng ta trách nhiệm của chúng ta là phải xây dựng được một ban chấp hành trung ương mạnh một bộ chính trị mạnh một ban bí thư mạnh thật sự đoàn kết thống nhất cao xung quanh người đứng đầu một năn giải khác không chỉ riêng cho Nguyễn Phú Trọng mà còn cho cả tập đoàn trị là tình hình kinh tế và ngoại giao trong và sau giai đoạn đại dịch virus Vũ Hán họ hướng trọng tâm kinh tế Việt Nam là xuất cảng và từ vài năm gần đây còn chọn du lịch là mũi nhọn kinh tế. Thế nhưng sự phát triển kinh tế Việt Nam tùy thuộc phần chính vào xuất khẩu và du khách. Trong đó các công ty FDI và thị trường Trung Quốc đóng vai trò rất quan trọng. Một nước có nền kinh tế đặt trọng tâm vào xuất khẩu thì sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nếu như kinh tế thế giới gặp đại khủng hoảng. Đại dịch virus Vũ Hán đang gây khủng hoảng rất trầm trọng về kinh tế, thương mại và du lịch trên toàn cầu từ Trung Quốc, Mỹ, EU. Đây là những bạn hàng chính của Việt Nam. Những dự đoán ban đầu cho thấy sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay có thể giảm xuống chỉ còn bằng một nửa so với năm 2019. Nếu đại dịch kéo dài và trầm trọng hơn thì kinh tế Việt Nam có khả năng rơi vào tăng trưởng âm giữa khi ấy trung quốc do tập cận bình cầm trịch đang nuôi cuồng vọng phục hồi chế độ đại hán thời đại mới trong đó đông nam á là mục tiêu chinh phục hàng đầu vì thế tuy đại dịch và đất vũ hán xuất phát từ vũ hán trung quốc chưa giải quyết xong nhưng họ tập đang lợi dụng tình hình tê liệt và hoang mang của thế giới và chế độ toàn trị cộng sản việt nam đã vội vàng tăng cường các hoạt động hải quân và không quân trên biển và tìm cách hợp thức hóa về mọi mặt hành chính và các yêu sách lãnh thổ trên các đảo đang tranh chấp với Việt Nam và một số nước Đông Nam Á khác. Tập Cận Bình nắm được rõ những khó khăn của nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là thái độ cả nệ với Bắc Kinh và bệnh tật của Nguyễn Phú Trọng. Từ việc ông Trọng đã phải chấp nhận yêu sách của Trung Quốc của họ Tập là không được quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông, với chủ trương quốc phòng chuyển từ 30 sang 40. Nay Hà Nội gửi công hàm tới Liên Hợp Quốc phản đối Trung Quốc, nhưng những trò này của ông Trọng không qua mặt được họ tập. Chẳng qua chỉ tìm cách đánh lừa dư luận người dân Việt Nam. Khả năng và cơ hội xoay sở để thoát nguy của Hà Nội lúc này càng cam go hơn và lại và rất bấp bênh. Vì đang rơi vào thế nước sàn lửa gần do quan điểm bảo thủ thiển cận suốt nhiều thập niên qua của và đặc biệt là của Nguyễn Phú Trọng. Nên những người cầm đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn bám chặt vào Bắc Kinh mặc dù đã nhiều lần bị Bắc Kinh sỏ mũi và bán đứng. Nay kẻ thù sát nách đang từng bước chiếm các đảo, chiếm tài nguyên trên biển, đánh giết ngư dân và phá hoại các tàu đánh cá của Việt Nam và đang xây dựng các pháo đài trên các đảo đã chiếm đe dọa trực tiếp an ninh và chủ quyền của Việt Nam. Nay giả sử như Nguyễn Phú Trọng muốn chuyển trục ngoại giao kết thân với Hoa Kỳ, khả năng này hầu như không có trong lúc do đại dịch và đất Vũ Hán cũng đang làm tê liệt nước Mỹ trong kinh tế và thương mại còn kiệt quệ hơn cả cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và 2009. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo và oái âm như hiện nay, thử hỏi Nguyễn Phú Trọng hay người kế nghiệp có dám thay thuyền hay đổi trục không? Giải pháp cuối cùng và cũng quan trọng nhất để bảo vệ chủ quyền Việt Nam chính là nội lực. Đó là sự trung lưng kề vai của toàn thể dân tộc Việt Nam, bao gồm mọi thành phần của xã hội, chính trị, tôn giáo. Nhưng kỳ vọng rất chính đáng và cực kỳ cần thiết này đã và đang bị những người cầm đầu của chế độ toàn trị xuyên qua mấy thế hệ vì mù quáng tôn thờ chủ nghĩa Mark Lê đã cai trị bằng bạo lực và dối trá, đã lợi dụng lòng yêu nước, đàn áp những tiếng nói dân chủ, những người khác chính kiến nên đã và đang phá hủy nội lực và sự đoàn kết của dân tộc. Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân và những người trong thành viên bộ chính trị này vẫn đang cố tình bỏ qua những cơ hội rất tốt để có thể hàn gắn, thực sự xây dựng lại tinh thần đoàn kết dân tộc trên những cơ sở hợp tình hợp lý đó là việc họ đã gạt đi không để kỳ họp sắp tới của quốc hội sửa lại luật đất đai cực kỳ sai lầm vẫn coi dụng đất là tài sản của nhà nước mà thực tế như mọi người thấy nó đang tạo ra cơ hội để biến đất công thành đất ông nhà công thành nhà ông ông ở đây chính là những cán bộ có máu mặt quyền thế từ trung ương cho đến địa phương đang cấu kết với nhau thành các nhóm lợi ích, chiếm đoạt và chia chác đất đai sai trái, bòn rút tài sản và tham nhũng cực kỳ bất chính, khiến cho nhân dân rất căm phẫn. Những người có trách nhiệm trong Bộ Chính trị hiện nay đã không dám bàn sửa luật đất đai, mở lại hồ sơ vụ đồng tâm, minh bạch và công khai để nhân dân biết ai đã gây ra thảm trạng này và phải được xử lý nghiêm minh. Chẳng những vậy trong dịp 30 tháng 4 dù đã 45 năm trôi qua, thời gian đã quá đủ để họ có cái nhìn mới, có những thái độ và tuyên bố thích hợp để tái tạo lại nội lực, nhưng họ vẫn chỉ như con ngựa quen đi theo đường mòn. Trong những ngày qua và đài báo của chế độ, toàn trị vẫn phun tiếp nọc độc, chia rẽ tạo hận thù dân tộc. Họ cất giọng về hòa giải dân tộc vẫn theo kiểu kể cả nói với người dưới như lầm đường, lạc lối. Họ không dám nhìn thẳng vào sự thực để cho thấy là do những chính kiến và chủ trương cực kỳ sai lầm của cả hai phía nên đã gây ra cuộc nội chiến tàn bạo khốc liệt khốc và hại độc hại nhất trong lịch sử của dân tộc và sự tiếp tay ở bên ngoài. Nguyễn Phú Trọng đã cầm đầu chế độ toàn trị từ cả chục năm nay thủ lĩnh này đã phát biểu trong nhiều dịp rằng trong Đảng dân chủ đến thế là cùng, mặc dù trong báo cáo về tự do báo chí năm 2019 của tổ chức phóng viên không biên giới đã xếp hạng Việt Nam đứng đội sổ thứ 176 trên 180, tức là đứng thứ tư từ dưới lên. Còn về cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam thì ông cho là đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Nhưng thực tế là sau trên 30 năm đổi mới giả hiệu, lợi tức đầu người của Việt Nam còn thua xa cả với nhiều nước trong khu vực. Chẳng những thế, Nguyễn Phú Trọng còn thề thốt không biết bao nhiêu lần là cán bộ cao cấp phải là những người mẫu mực về đạo đức và tài năng và quyết trí không để cho những phần tử tham nhũng ích kỷ lợi ích nhóm nhảy vào bộ chính trị ban bí thư. Nhưng thực tế thì lại hoàn toàn trái ngược với những gì Nguyễn Phú Trọng tuyên bố vì thế nhóm lợi ích đang bùng nổ, nó phá hoại đảng, đục huyết đất nước, phá hoại kỷ cương xã hội và đàn áp nhân dân. Do đó cần phải có được một thước đo chính xác để biết một thủ lĩnh độc tài và tay sai đã biết thức tỉnh hay mù quáng và giả danh, lộng ngôn, lừa đảo. Thước đo chính xác là sự hoạt động của hệ thống xã hội dân sự độc lập như Việt Nam hiện nay cần phải xem dưới thời của Nguyễn Phú Trọng các tổ chức xã hội dân sự trong các lĩnh vực chính trị, giáo dục, tôn giáo, khoa học, lao động vân vân có được tự do thành lập và hoạt động độc lập hay không? Các nhân sĩ trí thức, chuyên viên, tu sĩ, văn nghệ sĩ có được quyền phản biện và phát biểu theo ý kiến khoa học và lương tâm đạo đức hay không? Khi khát, người ta muốn uống nước sạch, nước trong, không ai muốn uống nước độc, nước bẩn, nhưng những người cầm đầu của chế độ toàn trị Cộng sản Việt Nam và các nhóm lợi ích đang dụ dân bằng khẩu hiệu khát vọng dân tộc để thổi lòng yêu nước. Nhưng trong đó họ pha chất độc Mark Lê cùng với bạo lực. Thành thử chất độc này đang phá hoại tiềm năng và sức mạnh của dân tộc ta trên 70 năm. Nay họ đang tìm cách đánh lừa nhân dân ta một lần nữa, đưa chiêu bài khát vọng dân tộc làm khẩu hiệu cho dịp kỷ niệm 100 năm thành lập đảng. 1930 đến 2030 và thành lập nhà nước cộng sản đầu tiên ở Việt Nam 1945-2045. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.